Ayo, ayo, hello, xin chào anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm 19 thì con Gomu huyền thoại này có chính thức ra mắt. Nhưng mà hôm nay mình bận việc nên là mình không có quay video được. Hôm nay vừa về nên là mình vào trải nghiệm nó luôn cho mọi người. Đây là giao diện của nó. Thật ra là con game này thì anh em nhìn thì cũng thấy là nó có sự tương đồng với huyền thoại, với con kho báu huyền thoại rồi. Nhưng mà con kho báu huyền thoại cũng đã đóng được một thời gian khá là dài. Đấy. Nên là con này ra mắt thì nó sẽ là một cái trải nghiệm vừa là mang có những cái cốt yếu từ cái tựa game kia đổ sang ha, có những cái update mới mà mình mong muốn được trải nghiệm sớm ở con game này. Thì nếu như anh em nào thích tựa game đó hay thích cái đề tài game thuộc thể loại One Piece thì các bạn có thể tải về để trải nghiệm nhá. Rồi, mình cũng muốn trải nghiệm xem là sẽ có những cái gì mới mẻ được update trong 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 cái phiên bản mới nhất này, hay cho cái bản game mới nhất này. Mình nghe đồn là được update rất là nhiều thứ thú vị. Đây, giờ mình đang trải nghiệm thử cho mọi người. Link tải game để dưới phần mô tả cho anh em này. Đấy, fanpage và group cũng thế này. Cái lúc đầu này thì nó là nhiệm vụ tân thủ ấy. Nên là mình chỉ chơi qua cho những anh em nào kiểu chưa chơi tựa game kia thì các bạn có thể biết được cái gameplay của nó thôi. Tạo hình của nó là chibi, có những anh em nào biết rồi thì cũng không có lấy gì làm lạ cả. Nên, nếu như các bạn biết rồi thì chúng ta cùng xem những cái về sau. Tôi chỉ sợ ở trong cái khuôn khổ của video, trong cái chuỗi nhiệm vụ tân thủ ở đầu thì nó sẽ khó mà trải nghiệm được những cái mới của nó thôi. Thế chúng ta sẽ là sẽ quay trở lại với những video tiếp theo nhỉ. Video đầu này thì chúng ta kiểu mình chỉ tập trung vào đẩy qua cái nhiệm vụ tân thủ của nó. Đấy. Trải nghiệm qua những cái cơ bản của game xem là nó có gì mới không. Đấy. Sau đó là những video sau đi chuyên sâu vào chuyên sâu trong game xem những cái update mới là gì. Mình khám phá. Đây là cái phần kiểu dạng PK của nó ấy. Game theo kiểu đồ họa chibi nhưng mà kiểu nó nhẹ, nó rất là nhẹ. Nâng cấp trang bị này, đó, nâng cấp trang bị này, tiến bậc này, đó, lên phẩm ngay. Chúng ta cũng sẽ có tăng level các kiểu cho nhân vật, rồi tăng cả kỹ năng này. Đấy. Cái này nó là cường hóa cái trang bị, cường hóa cái trang bị, các bạn có trang cường hóa nhanh cùng các kiểu luôn. Đấy, phần này là phần nhiệm vụ nhiệm vụ hàng ngày các bạn sẽ thực 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 hiện này. Cái nhiệm này là nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ chính tuyến. Nạp lần đầu nhận qua Hots. Ui, nạp lần đầu chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta sẽ có nhận được con boa boa Hancock, một con tướng phẩm SSS cùng với một số những cái đồ trang bị để rèn, để đập, để tiến cấp các kiểu nữa. Trong các sự kiện nào, chúng ta sẽ có một số hoạt động mà gọi là ôi tăng nhập trở lại nhận luôn được à, con Zoro này. Ok, đơm luôn. Ôi, hệ thống nhiệm vụ ở game nhiều thế, rất là nhiều thể loại nhiệm vụ khác nhau để cho mọi người trải nghiệm. Đấy, đăng nhập 30 ngày có con NL rồi. Ok, ôi đăng nhập 90 ngày chúng ta có Akainu này. Ôi, cái nhiệm vụ đăng nhập này ngon này, nhiệm vụ đăng nhập này ngon này. Ngoài ra thì có tham gia vào group này, xong rồi like fanpage. Cái này các bạn chỉ cần click vào like fanpage và click vào tham gia group thôi là được quà luôn. Để tôi test cho. Ấy, thấy chưa? Tôi chỉ cần bấm vào là được. Đó, sở dễ dễ dễ. Nhiệm vụ đăng nhập ngày 1 chúng ta có con Franky các bạn. Franky này, Franky New World. Ok, Franky New World. Rồi, ngày 2 chúng ta có Usopp New World luôn. Ngày 3 chúng ta có Kid. Ba có Kid. Ngày 5 ngày ngày 5 có con gì nhỉ? Con này là Lucy à? Nhớ không nhầm tên là Lucy thì phải. Rồi, sau có tàu này và ngày 7 có thì mà con này tên là gì tôi đã quên xử, nhưng mà bọn này phẩm 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 SS thế. Tôi thấy có con boa kia nạp vào phát được phẩm SS luôn, phê đã mà. Ui, đăng nhập nhận VIP các bạn ạ. Miễn phí VIP này thì không 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 có gì là lạ. Anh nhập là một nhận cái dương đấy, tí nữa mở xem. Quá đăng nhập khá là nhiều nha. Đấy rồi, con Sugar đúng rồi, Sugar Baby này. Rồi Sabo Lo 3 ngày, mỗi ngày có một tướng luôn à. Cái này chỉ là mảnh, cái này mảnh nó sẽ không ghép được thành tướng đâu. Rồi Robin, rồi quà cấp độ. Còn cấp độ chúng ta sẽ được con Jinbe, quả lực chiến thì là Zoro,
Con này là con gì nhỉ? Gia du. Ok. Tôi thấy là tặng quà khá nhiều luôn đấy, đạt cấp này. Đấy. Quỹ trưởng thành thì cái này là liên quan đến quà nạp rồi. Ưu đãi. Ưu đãi này là ưu đãi gì ta? À. Nó giống gần giống như một cái gói pet to pass ấy, các bạn sẽ được nhận phần bên dưới. Còn bên trên thì sẽ phải nạp tiền, mua thêm. Hồi phục thể lực. Khá nhiều hoạt động sự kiện. Kiểu trong một bản server mới mở ra ấy, thì nó có gần như tất cả những cái hoạt động từ cái bản game cũ luôn. Xong update thêm một số game mới. Có luôn truy nã. Ui. Loguano. Ui, con này ngon này, có cả Loguano quá. Ảo thế à? Con này mới à? Con này mới lâu lắm rồi, đợt xưa tôi cũng không chơi nhưng mà con Loguano này có vẻ ngon lẻ nhờ. Được đấy. Mai xem xét nào, tích lũy 500 kim cương được 5 mảnh. Gắt thế. 6.000 kim cương được một con. Ôi trời, lại đáng sở hữu thế nhờ. Đáng sở hữu để test thử thế nhờ. Để tôi, anh em để tôi. Anh em để tôi. Mai nhá, để mai. Server này hơi cũ, bây giờ là không sâu cho mọi người, bây giờ nó là 9. Nó là 9 giờ đêm rồi. Chơi server này tôi bị thiệt. Tôi có nhận quà đã. Tôi có nhận quà đã. Ôi, gift code chung Gomu mãi đỉnh ạ. Thú vị thế. Xin nhá. Anh em đợi tôi tí, tôi lưu cái code này lại cái. Server này tôi không nhập code đâu, tôi lười lắm, tôi lưu lại để cho nhập code server ngày mai. Bởi server này muộn rồi, bây giờ tôi chơi tôi bị lỗ, ngày mai tôi sẽ đơm. Yêu Nami, cái đồ má yêu nhất đấy. Trời ơi, toàn code ạ. Rồi, Gomu mãi đỉnh, Yêu Nami này. Quả lo truy nã, quả lo cho 100k này bơi. Ok, xanh chín nhá. Trời ơi, cái gì đây? Ủa, ông nào lo Wano VIP đấy, ông nào lừa đấy. Uầy. Nhiều ông xe cốt trên này thế, nhưng mà đây hình như là cốt thường hay sao ấy. Lo Wano VIP này được à? Yên để tôi lưu cái cốt lo Wano VIP này xem ngày mai có được không nào. Lo Wano kìa okay, lo Wano 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 như này. Wano. Chỗ Wano này nó có gì sai sai ấy nhỉ. Ừ. Cái đồ má. Cái này nó thiếu mẹ chữ A người ta rồi mà không biết được không. Không biết cái code có đúng không. Mai thử nhập xem. Còn đây cái, còn cái code sub 2 này hình như là. Hình như là cốt gì ấy. Đây hình như là cốt cốt riêng hay sao các bạn ạ. Đây hình như cốt riêng không phải là cốt chung. Nhìn nó lạ lắm. Ờ rồi, tạm thế đi, tạm cái kênh chat đây. Bởi vì cái server này mở khá là cũ rồi. À nó mở khá là muộn rồi. Nên là tôi mà vào chơi server này thì kiểu tôi chơi nó hơi bị lỗ. So với mấy ông người ta chơi từ buổi sáng, tôi lỗ. Lỗ là tôi không chơi. Mai tôi sẽ chơi server mới. Đang muốn test qua cho mọi người xem về cái có cái gì cái mới không, nhưng mà tôi thấy như là có tướng mới đấy, con tướng này tướng mới đấy. Thì bởi vì gần như là theo những cái gì mà tôi còn nhớ lại ở trong đầu thì cái đợt cái bản game cũ là nó không có con lo Wano đấy, hình như là vậy. Nhưng là con lo Wano này như là cũng là một con tướng mới sao, không nhớ chính xác thôi. Nhưng anh em biết thì anh em comment nhé, nhưng mà thú vị đấy. À được. Trời ơi, có khi để mai đơm thử test cho mọi người xem như nhỉ. Ok, tôi sẽ đợi server mới để trải nghiệm. Cái đầu tiên nếu như cái trí nhớ không nhầm của tôi thì đây cũng là một trong những cái mới của game và nó cũng là cái thứ mà tôi đang tìm kiếm ở trong tựa game này. Khi mà chơi một cái bản game mới và một cái bản game như bản game cũ, tuy nhiên có thêm những cái update mới trong game. Đấy, thú vị đấy. Được rồi. Ok, video đầu tiên của mình trải nghiệm qua cái gameplay của tựa game này cho mọi người nhìn qua thôi. Đấy, từ cái việc thi đấu cho việc nâng cấp của một con tướng cho những anh em mà chưa từng trải nghiệm tựa game này. Còn những anh em mà đã trải nghiệm thì các bạn nhìn qua các bạn cũng sẽ thấy được có cái gì đó mới trong tựa game này rồi. Chúng ta sẽ trải nghiệm ở những ngày tiếp theo bởi vì server này cũ rồi. Đây là mình sẽ đợi server ngày mai đi, server này mở buổi sáng chẳng. Mình sẽ đợi ngày mai để trải nghiệm cho nó chính xác hơn. Đấy, ok nhá. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại anh em cao video tiếp theo. History, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep, and you and